Tử vi ngày 4 tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp cho thấy những người sống độc lập và muốn tự quyết định về cuộc sống của mình. Họ không thích bị ràng buộc và muốn tự do trong hành động và quyết định. Tài năng sẽ được phát huy tối đa và họ sẽ có cơ hội tiếp xúc với một số ý tưởng, dự án mới lạ, để có thể nổi bật trong công việc và được lãnh đạo cũng như đồng nghiệp ghi nhận. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi tử vi mới nhất mỗi ngày nha. Tử vi tuổi Tý ngày mai. Công việc không được như ý, công việc ngày mai không như ý với. Ngày mai lẽ ra được nghỉ ngơi nhưng bạn đang phải đối mặt với một loạt sai sót trong quá trình làm việc. Đây đều là lỗi lầm ở phía bạn nên bạn không thể chối cãi. Chuyện tình cảm cũng bị ảnh hưởng quá nhiều nên tâm lý của tuổi Tý ngày mai thực sự bất an. Tuổi Tý dường như không muốn làm việc gì hết. Thay vì ngồi đó than vãn thì tuổi Tý nên hoàn thành công việc thật nhanh để nghỉ ngơi. Con số may mắn 35, 41, 7. Tử vi tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Tuổi Mậu Tý 1948, thương nội chi trư chuột trong kho, thuộc ngũ hành thích lịch hỏa, tức lửa sấm sét. Tuổi Mậu Tý ngày 4 tháng 4 năm 2024, mọi việc không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc xảy ra dễ có sự đảo lộn ngoài dự tính, chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những rủi ro, bị chơi xấu, tranh cãi. Có tin xa, hoặc có cuộc đi, di chuyển. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hội họp, đình đám. Có tài lộc hoặc có chuyện vui. Tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Tuổi Canh Tý 1960, lương thượng chi thử chuột trên xà, thuộc ngũ hành bích thượng thổ, tức đất tò vò. Tuổi Canh Tý ngày 4 tháng 4 năm 2024, không nên tự tin vào sự suy tính quá đáng của mình vì sự việc sẽ xảy ra hoàn toàn trái ngược với những gì mình đã sắp xếp. Tuy nhiên cũng không có gì thiệt hại lớn lao. Hãy để mọi việc tự nhiên. Chỉ nên đi xa trong những việc cần thiết như thăm người thân đau yếu. Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tuổi Nhâm Tý 1972, sơn thượng chi thử chuột trên núi, thuộc ngũ hành tan đố mộc, tức gỗ cây dâu. Tuổi Nhâm Tý ngày 4 tháng 4 năm 2024, có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hội họp, đình đám. Có tài lộc hoặc có chuyện vui. Có tin tức ở xa, hoặc có cuộc đi, di chuyển. Tuy nhiên cần cẩn trọng trong công việc đi lại, di chuyển có rủi ro, hoặc có tin buồn. Về việc làm cũng nên cẩn trọng, không nên hấp tấp vội vàng, dễ xảy ra những chuyện không vừa ý, chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro. Tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Tuổi Giáp Tý 1984, ốc thượng chi thử chuột ở nóc nhà, thuộc ngũ hành hải trung kim, tức vàng trong biển. Tuổi Giáp Tý ngày 4 tháng 4 năm 2024, chỉ nên đi xa trong những việc cần thiết như thăm người thân đau yếu, chữa bệnh, dự đám tang hoặc nhờ sự cố vấn của người khác khi mình có chuyện rắc rối. Dễ hao tài nhưng có lộc ăn. Trong chuyện tình cảm, giao thiệp nên có sự dè dặt về lời nói, tránh sự ngộ nhận, tranh cãi. Tử vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Tuổi Bính Tý 1996, điền nội chi thử chuột trong ruộng, thuộc ngũ hành giảm hạ thủy, tức nước cuối nguồn. Tuổi Bính Tý ngày 4 tháng 4 năm 2024, mọi việc không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc sẽ gặp nhiều áp lực, chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro. Nên tìm gặp quý nhân để xin lời khuyên. Có tin xa hoặc có người ra đi, hoặc đã đến lúc công việc của người đó phải tiến hành có liên quan đến mình. Tử vi tuổi Sửu ngày mai. Có vận tiểu nhân ngáng đường. Ngày mai không được may mắn khi có vận tiểu nhân ngáng đường. Bạn dễ bị cấp trên khiển trách vì thiếu tập trung trong công việc, thậm chí còn có thể vướng phải sai sót nghiêm trọng. Tình hình hiện tại thì tài chính cũng không được ổn cho lắm. Tiền bạc phải tiết kiệm để phòng thân, tuổi Sửu không nên chi trả quá nhiều vào việc mua sắm hay tiệc tùng cùng bạn bè, sắp tới sẽ có nhiều việc phải dùng đến tiền đấy. Con số may mắn 93, 75, 27. Tử vi tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949. Tuổi Kỷ Sửu 1949, lâm nội chi ngưu trâu trong chuồng, thuộc ngũ hành thích lịch hỏa, tức lửa sấm sét. Tuổi Kỷ Sửu ngày 4 tháng 4 năm 2024, mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu, nhất là lưu ý đến những công việc cũ. Có sự phiền lòng, bất an trong quan hệ giữa bè bạn, thân nhân, hoặc gặp rủi ro. Có tin buồn. Không nên vội vã hoặc lo ngại, sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới. Sức khỏe không tốt.
có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc tùng. Có tin xấu về đi lại, di chuyển, các phương tiện xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, tuổi Tân Sửu 1961, lộ đồ chi ngưu trâu trên đường, thuộc ngũ hành bích thượng thổ, tức đất tò vò. Tuổi Tân Sửu ngày 4 tháng 4 năm 2024, cẩn trọng trong vấn đề di chuyển, sử dụng trong vấn đề máy móc, xe cộ hoặc gặp rủi ro khi làm việc. Có tin buồn, tài lộc chưa đến, hoặc có quà nhỏ, ăn uống. Nên cẩn trọng coi chừng quyền lợi của mình bị dòm ngó mà không được hưởng, hoặc bị chia phần không như ý, không nên tranh cãi đưa đến xung đột, nhưng cũng không nên để mình bị áp lực. Nhà có đình đám, hoặc được mời dự tiệc nhưng không vừa ý hoặc không đi. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tuổi Quý Sửu 1973, lan ngoại chi ngưu trâu ngoài chuồng, thuộc ngũ hành tan đố mộc, tức gỗ cây dâu. Tuổi Quý Sửu ngày 4 tháng 4 năm 2024, mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu, nhất là lưu ý đến những công việc cũ. Có sự phiền lòng, bất an trong quan hệ giữa bè bạn, thân nhân, hoặc gặp rủi ro. Có tin buồn, không nên vội vã hoặc lo ngại, sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới. Sức khỏe không tốt, có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc. Có tin xấu về đi lại, di chuyển, các phương tiện xe cộ, máy móc, nhà cửa. Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Tuổi Ất Sửu 1985, hải nội chi ngưu trâu trong biển, thuộc ngũ hành hải trung kim, tức vàng trong biển. Tuổi Ất Sửu ngày 4 tháng 4 năm 2024, nên cẩn trọng coi chừng quyền lợi của mình bị dòm ngó mà không được hưởng, hoặc bị chia phần không như ý, không nên tranh cãi đưa đến xung đột. Cẩn trọng trong vấn đề di chuyển, sử dụng trong vấn đề máy móc, xe cộ hoặc gặp rủi ro khi làm việc. Có tin buồn, tài lộc chưa đến, dễ hao tài. Nhà có đình đám, hoặc được mời dự tiệc nhưng không vừa ý hoặc không đi. Tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997. Tuổi Đinh Sửu 1997, hồ nội chi ngưu trâu trong hồ nước, thuộc ngũ hành giảm hạ thủy, tức nước cuối nguồn. Tuổi Đinh Sửu ngày 4 tháng 4 năm 2024, nên thay đổi công việc, hoàn cảnh hiện tại, hoặc đi xa. Mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu. Có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc tùng, đình đám. Có tin xấu về đi lại, di chuyển, sử dụng các phương tiện xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi Dần ngày mai. Công việc tiến triển tốt. Thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2024 này, công việc cũng đang tiến triển rất tốt, bởi tuổi Dần không có quá nhiều tham vọng, bạn làm việc chỉ vì đam mê, muốn làm mọi việc tốt nhất có thể, chỉ đơn giản là không muốn ai phải thất vọng về chính mình mà thôi. Trong chuyện tình cảm, vận tình duyên không tốt trong thứ năm này, bạn có những xung đột với người mình yêu, khi mà một bên muốn được đáp ứng nhu cầu cảm xúc, trong khi bên kia lại quá lý trí mà từ chối. Chẳng có gì quá bất ngờ bởi bạn vốn là người sống thiên về tình cảm hơn lý trí. Sức khỏe không có gì đáng ngại, nhiệt độ đã giảm hơn so với các ngày trước đó nên bạn cảm thấy tinh thần thoải mái, dễ chịu hơn nhiều. Con số may mắn 1, 4, 12. Tử vi tuổi Canh Dần sinh năm 1950. Tuổi Canh Dần 1950, xuất sơn chi hổ hổ xuống núi, thuộc ngũ hành tùng bách mộc, tức gỗ tùng bách. Tuổi Canh Dần ngày 4 tháng 4 năm 2024, đã đến lúc cần có sự thay đổi về hoàn cảnh hiện tại. Không nên chần chừ sẽ bị lỡ việc. Không nên ngồi tại chỗ mà phải đi đến nơi mình cần giải quyết. Có tài lộc, có hỷ sự. Hợp các nghề nhiếp ảnh, bảo hiểm, ngân hàng, đầu tư cổ phiếu. Tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Tuổi Nhâm Dần 1962, quá lâm chi hổ hổ qua rừng, thuộc ngũ hành kim bạch kim, tức vàng pha bạc. Tuổi Nhâm Dần ngày 4 tháng 4 năm 2024, việc gì cũng không nên đi quá giới hạn của nó, dễ đem đến sự phiền lòng, bất lợi, dễ gặp rủi ro. Không nên háo thắng. Nếu có sự chậm trễ hoặc không có phương hướng giải quyết thì để dành vào một ngày khác. Cũng không nên tin vào sự hứa hẹn về công việc bằng tình cảm. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tuổi Giáp Dần 1974, lập định chi hổ hổ tự lập, thuộc ngũ hành đại khe thủy, tức nước khe lớn. Tuổi Giáp Dần ngày 4 tháng 4 năm 2024, đã đến lúc cần có sự thay đổi về hoàn cảnh hiện tại. Không nên chần chừ sẽ bị lỡ việc.
không nên ngồi tại chỗ mà phải đi đến nơi mình cần giải quyết. Có tài lộc, có hỷ sự, hợp các nghề nhiếp ảnh, bảo hiểm, ngân hàng, đầu tư cổ phiếu. Tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Tuổi Bính Dần 1986, sơn lâm chi hổ hổ trong rừng, thuộc ngũ hành lư trung hỏa, tức lửa trong lò. Tuổi Bính Dần ngày 4 tháng 4 năm 2024, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, có cuộc vui, tin vui, ăn uống, quà cáp. Nghe tin buồn về sức khỏe, bổn mạng của thân nhân. Ngày có sự hẹn ước, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Tuổi Mậu Dần 1998, quá sơn chi hổ hổ qua rừng, thuộc ngũ hành thành đầu thổ, tức đất trên thành. Tuổi Mậu Dần ngày 4 tháng 4 năm 2024, việc gì cũng không nên đi quá giới hạn của nó, dễ đem đến sự phiền lòng, bất lợi, dễ gặp rủi ro. Không nên háo thắng. Nếu có sự chậm trễ hoặc không có phương hướng giải quyết thì để dành vào một ngày khác, cũng không nên tin vào sự hứa hẹn về công việc bằng tình cảm. Tài lộc không tốt. Tử vi tuổi Mão ngày mai. Một ngày năng suất trong công việc. Thứ năm là một ngày năng suất trong công việc của, đặc biệt là về lĩnh vực tài chính kinh doanh. Tuổi Mão ngày mai thực sự làm việc không biết mệt mỏi và mang lại nhiều thành tích đáng kinh ngạc. Ghen tuông đôi khi là gia vị của tình yêu, nhưng nếu ghen quá thì thật không tốt chút nào. Tuổi Mão và người ấy nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, tránh những xung đột trong tình cảm. Con số may mắn 14, 28, 13. Tử vi tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Tuổi Tân Mão 1951, ẩn nguyệt chi thố thỏ trong hang, thuộc ngũ hành tùng bách mộc, tức gỗ tùng bách. Tuổi Tân Mão ngày 4 tháng 4 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Công việc đang tiến hành dễ bị ngăn trở, bỏ dở nửa chừng, dễ bị phá ngang do người hoặc do các hoàn cảnh khách quan đem lại. Có khách đến hoặc nhà có đám tiệc. Có sự hư hại về lửa điện hoặc điện thoại, đồ gia dụng. Hao tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Có tài lộc, quà tặng, lộc ăn. Tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tuổi Quý Mão 1963, quá lâm chi thố thỏ qua rừng, thuộc ngũ hành kim bạch kim, tức vàng pha bạc. Tuổi Quý Mão ngày 4 tháng 4 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc, giải trí. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin của họ. Đề phòng rủi ro khi di chuyển, đi lại, có tin xấu về sức khỏe. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tuổi Ất Mão 1975, đắc đạo chi thố thỏ đắc đạo, thuộc ngũ hành đại khe thủy, tức nước khe lớn. Tuổi Ất Mão ngày 4 tháng 4 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Nếu có tiệc vui, đình đám cũng không nên ở lâu hoặc vui chơi quá đáng đem lại sự tổn thất về tiền bạc cũng như uy tín của bổn mạng. Cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Ngày có nhiều sự chuyển biến rất mạnh mang tính đảo ngược hoặc ngoài dự tính của mình. Tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Tuổi Đinh Mão 1987, vọng nguyệt chi thố thỏ ngắm trăng, thuộc ngũ hành lư trung hỏa, tức lửa trong lò. Tuổi Đinh Mão ngày 4 tháng 4 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Tử vi tuổi Thìn ngày mai. Có quý nhân phù trợ. Ngày mai ngày 4 tháng 4 năm 2024 sẽ có một ngày thứ năm như ý,
có quý nhân phù trợ. Tuổi Thìn không phải tốn quá nhiều công sức vào công việc nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao. Tài chính rủng rỉnh làm bạn cảm thấy lâng lâng suốt cả ngày. Tình yêu ngày mai có lẽ chưa kịp đến đối với tuổi Thìn cũng không phải là vấn đề lớn. Bạn đang có rất nhiều bạn bè xung quanh, yêu đương là chuyện tương lai, giờ không có gì phải vội cả. Tuổi Thìn cũng nên học cách cân đối giữa các mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè, gia đình. Nếu sức khỏe có dấu hiệu sa sút, buổi tối bạn nên nghỉ ngơi sớm, tránh làm việc quá khuya hay làm việc quên ăn quên ngủ. Con số may mắn 34, 71, 58. Tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Tuổi Canh Thìn 2000, thứ tính chi long trọng khoan dung, thuộc ngũ hành bạch lạp kim, tức vàng chân đèn. Tuổi Canh Thìn ngày 4 tháng 4 năm 2024 nên thay đổi ý định, công việc dù có chút ít khó khăn ngăn trở, tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc gặp được cơ hội tốt. Chỉ nên lắng nghe ý kiến của khác, nhưng phải tự mình quyết định, hoặc không nên bàn hoặc nhúng tay vào những chuyện không dính líu đến quyền lợi của mình. Cẩn trọng có sự đổ lỗi hoặc phải gánh vác trách nhiệm một cách vô cớ. Tài lộc không được như ý. Tử vi tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Tuổi Nhâm Thìn 1952, hành vũ chi long rồng phun mưa, thuộc ngũ hành trường lưu thủy, tức nước chảy mạnh. Tuổi Nhâm Thìn ngày 4 tháng 4 năm 2024, không nên hấp tấp, vội vàng vì có những sự việc xảy ra bất ngờ ngoài dự tính. Việc di chuyển, đi lại có sự cản trở hoặc gặp rắc rối. Công việc khó tiến hành cho êm xuôi. Cẩn trọng có sự trách oán, phiền lòng hoặc có tin tức xấu. Có cuộc vui nhỏ. Không nên e ngại chuyện hao tốn vì sự việc không phải là dễ dàng. Tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Tuổi Giáp Thìn 1964, phục đầm chi lâm rồng ẩn ở đầm, thuộc ngũ hành phú đăng hỏa, tức lửa đèn to. Tuổi Giáp Thìn ngày 4 tháng 4 năm 2024, nên thay đổi ý định, công việc dù có chút ít khó khăn ngăn trở. Tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc gặp được cơ hội tốt. Chỉ nên lắng nghe ý kiến của khác, nhưng phải tự mình quyết định. Hoặc không nên bàn hoặc nhúng tay vào những chuyện không dính líu đến quyền lợi của mình. Cẩn trọng có sự đổ lỗi hoặc phải gánh vác trách nhiệm một cách vô cớ. Có lộc nhỏ. Nên cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Tuổi Bính Thìn 1976, thiên thượng chi long rồng trên trời, thuộc ngũ hành sa trung thổ, tức đất pha cát. Tuổi Bính Thìn ngày 4 tháng 4 năm 2024, ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng. Có người đem lại điều lợi cho mình. Có tin buồn về tai nạn rủi ro của người quen. Tài lộc trung bình. Có lộc ăn. Có hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Tuổi Mậu Thìn 1988, thanh ôn chi long rồng trong sạch, ôn hòa, thuộc ngũ hành đại lâm mộc, tức gỗ rừng già. Tuổi Mậu Thìn ngày 4 tháng 4 năm 2024, không nên e ngại chuyện hao tốn vì sự việc không phải là dễ dàng. Trong việc đi lại cũng vậy, phải nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các công việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn. Có tin tức ở xa. Có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi Tỵ ngày mai. Công việc của sẽ có nhiều dấu hiệu thăng tiến trong ngày 4 tháng 4 năm 2024 này. Chỉ là tuổi Tỵ đang cố chấp, chưa chịu chấp nhận những ý kiến góp ý của cấp trên và đồng nghiệp. Chỉ cần tuổi Tỵ cố gắng thay đổi một chút thì mọi việc sẽ vô cùng suôn sẻ. Tình yêu của tuổi Tỵ không được như ý khiến bạn buồn. Hãy cố gắng chăm sóc người ấy thật tốt nhé, vì đây là người đáng để bạn trân trọng và yêu thương. Con số may mắn 84, 39, 57. Tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 1941. Tuổi Tân Tỵ 1941, đông tàn chi xà rắn ngũ đông, thuộc ngũ hành bạch lạp kim, tức vàng sát ông. Tuổi Tân Tỵ ngày 4 tháng 4 năm 2024, cần cẩn trọng trong mọi việc. Có tin xấu. Không nên tin tưởng vào sự suy tính của mình dù có đúng ở trong quá khứ. Không nên tin tưởng vào lời nói hoặc ý kiến của người khác, chưa hẳn đã là sự trung thực. Nếu làm ăn thì cần phải đề phòng tiểu nhân dòm ngó hoặc tung tin xấu sai lạc. Việc mong cầu về tiền bạc không tốt, chỉ có được chút ít. Tử vi tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953. Tuổi Quý Tỵ 1953,
Thảo trung chi xà rắn trong cỏ, thuộc ngũ hành trường lưu thủy, tức nước chảy mạnh. Tuổi Quý Tỵ ngày 4 tháng 4 năm 2024, không nên có sự xích mích, tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám. Có tin tức. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc. Tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Tuổi Ất Tỵ 1965, xuất huyệt chi xà rắn rời hang, thuộc ngũ hành phú đăng hỏa, tức lửa đèn to. Tuổi Ất Tỵ ngày 4 tháng 4 năm 2024, không nên tin tưởng vào sự suy tính của mình dù có đúng ở trong quá khứ. Không nên tin tưởng vào lời nói hoặc ý kiến của người khác, chưa hẳn đã là sự trung thực. Nếu làm ăn thì cần phải đề phòng tiểu nhân dòm ngó hoặc tung tin xấu sai lạc. Việc mong cầu về tiền bạc không tốt, chỉ có được chút ít, dễ hao về chuyện mua sắm tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Tuổi Đinh Tỵ 1977, đầm nội chi xà rắn trong đầm, thuộc ngũ hành sa trung thổ, tức đất pha cát. Tuổi Đinh Tỵ ngày 4 tháng 4 năm 2024, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám. Có tin tức. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Tuổi Kỷ Tỵ 1989, phúc khí chi xà rắn có phúc, thuộc ngũ hành đại lâm mộc, tức gỗ rừng già. Tuổi Kỷ Tỵ ngày 4 tháng 4 năm 2024, không nên có sự xích mích, tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có đám tiệc. Có tin tức. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi Ngọ ngày mai. Ngày mai hơi nóng tính nên công việc gặp phải nhiều vướng mắc. Tuổi Ngọ không thể tập trung để hoàn thành tốt công việc, sự bực tức cũng kéo theo tâm trạng mệt mỏi suốt cả ngày. May mắn là hôm nay ngày 4 tháng 4 năm 2024, tuổi Ngọ có được chuyện tình cảm như ý, yêu đương hạnh phúc. Cũng may giai đoạn khó khăn này có người ấy luôn bên cạnh yêu thương, chăm sóc nên bạn có được niềm tin vào cuộc sống. Con số may mắn 42, 12, 60. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 1942. Tuổi Nhâm Ngọ 1942, quân trung chi mã ngựa chiến, thuộc ngũ hành dương liễu mộc, tức gỗ cây dương. Tuổi Nhâm Ngọ ngày 4 tháng 4 năm 2024, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có đám tiệc, tin vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Có tin buồn về đi lại, di chuyển hoặc nhận tin tức không tốt. Hao tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa, ăn uống. Tử vi tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Tuổi Giáp Ngọ 1954, vân trung chi mã ngựa trong mây, thuộc ngũ hành sa trung kim, tức vàng trong cát. Tuổi Giáp Ngọ ngày 4 tháng 4 năm 2024, không nên ngồi tại chỗ mà nên đi ra ngoài mới có lợi cho mọi việc. Không nên e ngại chuyện hao tốn sẽ có điều lợi vào, hoặc có quý nhân giúp đỡ, cơ hội đến với mình. Thuận lợi cho việc cầu công danh, đính ước, hò hẹn, dự tiệc. Tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Tuổi Bính Ngọ 1966, hành lộ chi mã ngựa chạy trên đường, thuộc ngũ hành thiên hà thủy, tức nước trên trời. Tuổi Bính Ngọ ngày 4 tháng 4 năm 2024, ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, nhận được tin tức vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, hoặc có tin buồn về việc này. Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tuổi Mậu Ngọ 1978, cứu nội chi mã ngựa trong chuồng, thuộc ngũ hành thiên thượng hỏa, tức lửa trên trời. Tuổi Mậu Ngọ ngày 4 tháng 4 năm 2024, ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tin tức vui buồn lẫn lộn, mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu.
có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Có tin buồn về đi lại, di chuyển hoặc nhận tin tức không tốt. Tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Tuổi Canh Ngọ 1990, thất lý chi mã ngựa trong nhà, thuộc ngũ hành lộ bàn thổ, tức đất đường đi. Tuổi Canh Ngọ ngày 4 tháng 4 năm 2024, ngày có nhiều sự việc thay đổi bất ngờ hoặc có những chuyện đến ngoài dự tính, kể cả những người mình không hẹn gặp. Không nên ngồi tại chỗ mà nên đi ra ngoài mới có lợi cho mọi việc. Không nên e ngại chuyện hao tốn sẽ có điều lợi vào, hoặc có quý nhân giúp đỡ, cơ hội đến với mình. Thuận lợi cho việc cầu công danh, đính ước, hò hẹn, được lộc ăn, dự tiệc. Tử vi tuổi Mùi ngày mai. Cần phải biết tiết chế cảm xúc hơn trong ngày mai ngày 4 tháng 4 năm 2024, đừng nóng nảy mà làm hỏng việc lớn. Công việc bộn bề nên bạn dễ phải tăng ca buổi tối, chính vì vậy tuổi Mùi cần phải tập trung hơn để giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng. Tiền bạc dư dả, tuổi Mùi nên để ra một khoản tiết kiệm phòng thân phòng trừ trường hợp quan trọng. Nếu tuổi Mùi tiếp tục tiêu tiền như hiện tại thì dù có làm bao nhiêu cũng không đủ đâu. Có thể tuổi Mùi đang có một chút lo lắng về vấn đề gia đình, tuy nhiên đừng nên quá căng thẳng. Chỉ khi bình tĩnh thì bạn mới tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Đừng quá mải mê công việc mà hãy quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Con số may mắn 30, 60, 42. Tử vi tuổi Quý Mùi sinh năm 1943. Tuổi Quý Mùi 1943, quần nội chi dương dê trong đàn, thuộc ngũ hành dương liễu mộc, tức gỗ cây dương. Tuổi Quý Mùi ngày 4 tháng 4 năm 2024, có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe. Ngày có sự gặp gỡ đông người, nhưng cũng có người mình không vừa ý, hoặc nghe được nhiều tin tức. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc. Tử vi tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. Tuổi Ất Mùi 1955, kính trọng chi dương dê được quý mến, thuộc ngũ hành sa trung kim, tức vàng trong cát. Tuổi Ất Mùi ngày 4 tháng 4 năm 2024, công việc đang tiến hành dễ bị ngăn trở, bỏ dở nửa chừng, dễ bị phá ngang do người hoặc do các hoàn cảnh khách quan đem lại. Có khách đến hoặc nhà có tiệc tùng, đình đám. Có sự hư hại về lửa điện hoặc điện thoại, đồ gia dụng. Hao tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Có tài lộc, quà tặng, lộc ăn. Có tin tức ở xa. Tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tuổi Đinh Mùi 1967, thất quần chi dương dê lạc đàn, thuộc ngũ hành thiên hà thủy, tức nước trên trời. Tuổi Đinh Mùi ngày 4 tháng 4 năm 2024, ngày có sự gặp gỡ đông người, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc. Nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tuổi Kỷ Mùi 1979, thảo giả chi dương dê đồng cỏ, thuộc ngũ hành thiên thượng hỏa, tức lửa trên trời. Tuổi Kỷ Mùi ngày 4 tháng 4 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ, tu bổ, sửa chữa đồ đạc, nhà cửa. Nên nghỉ ngơi, tránh sự tranh cãi, thị phi. Nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt. Có tin buồn. Ngày hoàn toàn không tốt cho việc khai trương, hợp tác. Tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Tuổi Tân Mùi 1991, đắc lộc chi dương dê có lộc, thuộc ngũ hành lộ bàn thổ, tức đất đường đi. Tuổi Tân Mùi ngày 4 tháng 4 năm 2024, ngày có sự hư hại về lửa điện hoặc điện thoại, đồ gia dụng. Hao tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Có tài lộc, quà tặng, lộc ăn. Có tin tức ở xa. Công việc đang tiến hành dễ bị ngăn trở, bỏ dở nửa chừng, dễ bị phá ngang do người hoặc do các hoàn cảnh khách quan đem lại. Có khách đến hoặc nhà có đám tiệc. Tử vi tuổi Thân ngày mai. Ngày mai ngày 4 tháng 4 năm 2024 nên suy nghĩ thấu đáo hơn trong chuyện tình cảm. Tình yêu không thể lúc nào cũng ở một phía, nếu bạn đã bày tỏ hết tình cảm mà người ấy không rung động thì đã đến lúc phải buông tay. Tối nay nên ra ngoài gặp gỡ bạn bè, trò chuyện và ăn những món thật ngon. Tài chính rủng rỉnh nên bạn không cần quá chi li, cứ thoải mái để quên đi những muộn phiền, áp lực trong cuộc sống. Con số may mắn 24, 72, 18.
tử vi tuổi Giáp Thân sinh năm 1944. Tuổi Giáp Thân 1944, quá thụ chi hầu khỉ leo cây, thuộc ngũ hành tuyền trung thủy, tức nước trong suối. Tuổi Giáp Thân ngày 4 tháng 4 năm 2024, tài lộc chỉ hé mở chưa phải là lúc tính chuyện lớn lao, cần phải cố gắng thêm nữa để khỏi phụ lòng người, cơ hội đã giúp đỡ mình. Tiến thêm thì bất lợi. Có quý nhân, bè bạn, người thân đến. Nên nhu thuận với mọi người, tránh mọi sự thị phi, tranh cãi. Có tin không tốt. Tử vi tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Tuổi Bính Thân 1956, sơn thượng chi hầu khỉ trên núi, thuộc ngũ hành sơn hạ hỏa, tức lửa trên núi. Tuổi Bính Thân ngày 4 tháng 4 năm 2024, ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Nên ra đi hoặc tiến hành những việc đã có dự tính trước. Có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý, cẩn trọng trong việc di chuyển, đi lại, hoặc có tin buồn về việc này. Tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Tuổi Mậu Thân 1968, độc lập chi hầu khỉ độc thân, thuộc ngũ hành đại trạch thổ, tức đất nền nhà. Tuổi Mậu Thân ngày 4 tháng 4 năm 2024, cẩn trọng trong việc di chuyển, đi lại, hoặc có tin buồn về việc này, ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý. Tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tuổi Canh Thân 1980, thực quả chi hầu khỉ ăn hoa quả, thuộc ngũ hành thạch lựu mộc, tức gỗ cây lựu đá. Tuổi Canh Thân ngày 4 tháng 4 năm 2024, mọi việc còn lâu dài chưa phải là đến lúc kết thúc, nhưng cũng phải tiến hành cho nhanh, hoặc nên cố gắng tìm ra giải pháp mới. Tài lộc chỉ hé mở chưa phải là lúc tính chuyện lớn lao, cần phải cố gắng thêm nữa để khỏi phụ lòng người, cơ hội đã giúp đỡ mình. Có quý nhân, bè bạn, người thân đến. Nên nhu thuận, hòa hoãn với mọi người, tránh mọi sự thị phi, tranh cãi. Tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Tuổi Nhâm Thân 1992, thanh tú chi hậu khỉ thanh tú, thuộc ngũ hành kiếm phong kim, tức vàng mũi kiếm. Tuổi Nhâm Thân ngày 4 tháng 4 năm 2024, nên mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý, nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Cẩn trọng trong việc đi lại, hoặc có tin buồn về việc này. Tử vi tuổi Dậu ngày mai. Ngày 4 tháng 4 năm 2024 này, chuyện tình cảm của không được như ý, tuổi Dậu buổi tối nên ra ngoài tụ tập cùng bạn bè, điều đó sẽ giúp bạn vui vẻ và thoải mái hơn nhiều. Tình cảm có lúc này lúc khác, đừng vì vậy mà buồn lòng. Công việc cũng không được như ý khi tuổi Dậu liên tục bị cấp trên quở trách thái độ làm việc. Bạn nhất định phải chú ý tới lời ăn tiếng nói chốn công sở, nếu không thị phi sẽ bủa vây đó. Con số may mắn 14, 70, 53. Tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Tuổi Ất Dậu 1945, sướng ngọ chi kê gà gáy trưa, thuộc ngũ hành tuyền trung thủy, tức nước trong suối. Tuổi Ất Dậu ngày 4 tháng 4 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Mọi việc đều không nên tiến hành, nên dè dặt trong mọi chuyện. Có sự hao tốn, cực nhọc về tiệc tùng, đình đám, khách khứa, người thân đến. Đi xa bất lợi. Tử vi tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Tuổi Đinh Dậu 1957, độc lập chi kê gà độc thân, thuộc ngũ hành sơn hạ hỏa, tức lửa trên núi. Tuổi Đinh Dậu ngày 4 tháng 4 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Có sự gặp gỡ người thân, bè bạn. Có tài lộc, quà tặng. Có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển, nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Tuổi Kỷ Dậu 1969, báo hiệu chi kê gà gáy, thuộc ngũ hành đại trạch thổ, tức đất nền nhà. Tuổi Kỷ Dậu ngày 4 tháng 4 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Có sự gặp gỡ người thân, bè bạn. Có tài lộc, quà tặng. Có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển,
nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Tuổi Tân Dậu 1981, long tàn chi kê gà trong lồng, thuộc ngũ hành thạch lựu mộc, tức gỗ cây lựu đá. Tuổi Tân Dậu ngày 4 tháng 4 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Có nhiều công việc hoặc có nhiều tin tức đến cần phải giải quyết, nên có sự sắp xếp tổ chức cho tốt. Không nên đặt nặng vào một chuyện. Có sự hao tốn, cực nhọc về tiệc tùng, đình đám, khách khứa, người thân đến. Dễ hao tài. Đi xa bất lợi. Tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Tuổi Quý Dậu 1993, lâu túc kê gà nhà gác, thuộc ngũ hành kiếm phong kim, tức vàng mũi kiếm. Tuổi Quý Dậu ngày 4 tháng 4 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn. Mọi việc không nên hấp tấp nếu có sự chậm trễ, trắc trở, hoặc có tin không vừa ý, bực mình. Có sự gặp gỡ, họp mặt người thân, bè bạn. Có tài lộc, quà tặng. Có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển, nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Tử vi tuổi Tuất ngày mai. Công việc của ngày 4 tháng 4 năm 2024 sẽ không được thuận cho lắm. Một phần là do bạn đánh giá thấp khả năng của mình, không dám đứng ra nhận trọng trách. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể làm được nếu có đủ quyết tâm. Đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác bởi cái họ thể hiện ra chỉ là sự hoành tráng phía trước chứ không phải là tiếng thở dài đằng sau. Có thể bạn ghê tị khi thấy họ nhiều tiền nhưng biết đâu họ lại ngưỡng mộ bạn có thể ngủ một giấc êm ái tới tận hôm sau. Con số may mắn 39, 96, 84. Tử vi tuổi Bính Tuất sinh năm 1946. Tuổi Bính Tuất 1946, tự miên chi cậu chó đang ngủ, thuộc ngũ hành ốc thượng thổ, tức đất nóc nhà. Tuổi Bính Tuất ngày 4 tháng 4 năm 2024, mọi việc nên để tự nhiên, tính toán thêm thì sẽ gặp điều không hay. Tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến, và dùng tình cảm, thiện chí mới đạt được kết quả. Nếu đã có sự hẹn ước, định kỳ thì nên thay đổi. Có sự hội ngộ bè bạn, thân nhân, hoặc có tin tức. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Tuổi Mậu Tuất 1958, tiếng sơn chi cẩu chó vào núi, thuộc ngũ hành bình địa mộc, tức gỗ đồng bằng. Tuổi Mậu Tuất ngày 4 tháng 4 năm 2024, nếu đã có sự hẹn ước, định kỳ thì nên thay đổi. Có sự hội ngộ, gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hoặc có tin tức. Mọi việc nên để tự nhiên, tính toán thêm thì sẽ gặp điều không hay. Tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến, và dùng tình cảm, thiện chí mới đạt được kết quả. Tài lộc không tốt, có sự thiệt hại, rủi ro. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Tuổi Canh Tuất 1970, tự quan chi cẩu chó nhà chùa, thuộc ngũ hành thoa xuyến kim, tức vàng trang sức. Tuổi Canh Tuất ngày 4 tháng 4 năm 2024, hãy mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh, công việc hiện tại. Nên cẩn trọng trong việc vận chuyển, đi đường, sử dụng xe cộ, máy móc. Nên giải quyết dứt khoát về chuyện tình cảm, nhân nghĩa. Mọi việc nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói dễ gặp chuyện thị phi, phiền lòng. Không nên nhúng tay vào chuyện người không tốt. Không nên luyến tiếc những gì còn sót lại. Tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Tuổi Nhâm Tuất 1982, cố gia chi khuyển chó về nhà, thuộc ngũ hành đại hải thủy, tức nước biển lớn. Tuổi Nhâm Tuất ngày 4 tháng 4 năm 2024, nếu đã có sự hẹn ước, định kỳ thì nên thay đổi. Có sự hội ngộ, gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hoặc có tin tức. Mọi việc nên để tự nhiên, tính toán thêm thì sẽ gặp điều không hay. Tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến, và dùng tình cảm, thiện chí mới đạt được kết quả. Tài lộc không tốt, có sự thiệt hại, rủi ro, trách oán. Tử vi tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Tuổi Giáp Tuất 1994, thủ thân chi cẩu chó giữ mình, thuộc ngũ hành sơn đầu hỏa, tức lửa trên núi. Tuổi Giáp Tuất ngày 4 tháng 4 năm 2024, ngày có nhiều sự thay đổi, hoặc mở ra một hướng đi cho công việc cũng như vấn đề tình cảm. Có cuộc gặp gỡ hội hè, đình đám, gặp lại người thân, bè bạn.
có tin tức ở xa. Có lộc nhỏ, lộc ăn, quà tặng. Có người đi xa. Tử vi tuổi Hợi ngày mai. Ngày mai ngày 4 tháng 4 năm 2024 nên đặc biệt chú ý đến tình hình tài chính của bản thân. Đây không phải thời điểm thích hợp để bạn đưa ra những quyết định liên quan tới tiền bạc. Ngoài ra tuổi Hợi cũng cần hạn chế cho người khác vay hoặc mang nhiều tiền theo người. Tuổi Hợi ngày mai cũng đang khá nản lòng trong chuyện tình cảm vì đối phương còn quá trẻ con. Điều tuổi Hợi cần nhất hiện tại là một mối quan hệ nghiêm túc, ổn định cho tương lai. Con số may mắn 60, 81, 45. Tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Tuổi Đinh Hợi 1947, quá sơn chi trư lợn qua núi, thuộc ngũ hành ốc thượng thổ, tức đất nóc nhà. Tuổi Đinh Hợi ngày 4 tháng 4 năm 2024, ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt. Có tin buồn. Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Tuổi Kỷ Hợi 1959, đạo viện chi trư lợn trong tu viện, thuộc ngũ hành bình địa mộc, tức gỗ đồng bằng. Tuổi Kỷ Hợi ngày 4 tháng 4 năm 2024, ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt. Có tin buồn. Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ, hoặc có sự gặp gỡ, đám tiệc, có lộc nhỏ hoặc quà tặng, lộc ăn. Tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tuổi Tân Hợi 1971, khuyên dưỡng chi trư lợn nuôi nhốt, thuộc ngũ hành thoa xuyến kim, tức vàng trang sức. Tuổi Tân Hợi ngày 4 tháng 4 năm 2024, ngày có sự gặp gỡ, hội họp bè bạn, thân nhân, có chuyện vui. Nhưng cũng có tin buồn về bổn mạng, sức khỏe, công danh của người thân. Hao tốn về tiệc tùng, mua sắm. Cuộc vui không nên kéo dài sẽ xảy ra nhiều chuyện không vui. Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Tuổi Quý Hợi 1983, lâm hạ chi trư lợn trong rừng, thuộc ngũ hành đại hải thủy, tức nước biển lớn. Tuổi Quý Hợi ngày 4 tháng 4 năm 2024, ra đi bất lợi. Ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt. Có tin buồn. Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ, hoặc có sự gặp gỡ, đám tiệc, có lộc nhỏ hoặc quà tặng. Tử vi tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Tuổi Ất Hợi 1995, quá vãng chi trư lợn hay đi, thuộc ngũ hành sơn đầu hỏa, tức lửa trên núi. Tuổi Ất Hợi ngày 4 tháng 4 năm 2024, ngày có sự gặp gỡ, hội họp bè bạn, thân nhân, có chuyện vui. Nhưng cũng có tin buồn về bổn mạng, sức khỏe, công danh của người thân. Hao tốn về tiệc tùng, mua sắm. Cuộc vui không nên kéo dài sẽ xảy ra nhiều chuyện phiền toái. Tử vi ngày 4 tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp cho thấy người dứt khoát và mạnh mẽ hơn trong công việc. Những mối quan hệ này xung quanh sẽ giúp bạn rất nhiều. Hãy biết trân trọng điều đó. Khi có ý tưởng mới thì hãy ghi lại kẻo quên mất. Ý tưởng đó sẽ giúp bạn rất nhiều về sau. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã dành thời gian xem hết video. Quý anh chị hãy đăng ký kênh để theo dõi tử vi mới nhất mỗi ngày nha. Bye bye mọi người.